Dậy đi bà. Ôi, mới có 6 giờ dậy chứ sớm vậy. Bà quên là bữa nay tôi phải đi công chuyện xa rồi hả không? Chút xíu nữa là tôi quên rồi. Vậy chuẩn bị tôi đi đi, lẹ lên. Tôi chuẩn bị đâu đó xong hết rồi. Mà ông đi mấy ngày hả ông? Nói cái gì với bà cũng quên à. Tôi đã nói là bữa nay tôi đi tới 3 ngày nữa tôi mới về. Đi gì tới 3 bữa? Lâu quá vậy. Thì chuyện làm ăn đòi hỏi thời gian vậy sao? Hay là ông tranh thủ đi công chuyện làm ăn rồi muốn quý với bồ nhí nữa phải không? Phải, mỗi lần tôi muốn đi đâu xa là bà cứ gian ca. Bà để tâm mà xét đoán nghi ngờ. Tuổi của tôi giờ đã 2 thứ tóc, đâu còn ham muốn gì mà bồ bịch gái trai. Tôi chỉ dành thời giờ việc làm ăn mà. Ông nói vậy chứ lứa tuổi như ông giống như dê già rất ưa chuộng cỏ non. Trước mặt tôi ông dở giọng hiền từ, còn sau lưng thì ông cũng quậy búa xùa. Tôi cho tôi xin 2 tiếng bình an. Đã bao nhiêu năm tôi chung thủy với bà, sao bà còn nghi ngờ tôi mãi? Tại vì có lần ông chẳng thủy chung, ông đã cắm sừng lên cái trán của tôi mà. Xin bà, chuyện cũ đã qua, tôi hối hận rồi thì bà chớ có bới ra. Người đã quen ăn dụng một lần chắc có ngày sẽ tiếp tục ăn nữa. Bà nói vậy kể như bà coi thường tôi quá rồi. Tại vì sau cái lần ông tù ti tú tí với con Diễm tóc xù á, ông chưa có biểu hiện gì gọi là hối hận thiệt tình để cho tôi tin tưởng hết á. Trời đất, suốt 3 tháng trời đi đâu cũng đi chung với bà. Từ ngoài đường cho tới trong nhà, tôi với bà không có cách xa nửa bước. Vậy mà bà còn chưa tin tôi nữa hay sao? Tôi chưa tin là vì ông ở cảnh sát bên tôi mà ông không có vui. Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp ông có ánh mắt suy tư buồn bã. Và mỗi khi đi ngủ, ông lại lén thở dài, có bộ áo não lắm. Chắc ông còn tiếc những ngày thơ mộng bên con nhỏ Diễm tóc xù đó lắm phải không? Tại bà nghi ngờ dớ dẫn chứ tôi có nhung nhớ mơ màng cái gì đâu. Mà thôi, trước lúc tôi đi lo chuyện làm ăn thì bà đừng có rầy rà nữa, vậy nó xui lắm. Được rồi, tôi không nói nữa. Nhưng ông mà tái diễn cái màn cũ thì đừng có trách à. Lần này tôi không nương tay nữa đâu. Lần trước là mấy hộp sơn nha, chứ lần này là axit đó, cho ông hay. Kỳ trước bị bà tạt sơn vô đầu phải cạo trọc lóc mắc cỡ muốn chết. Làm sao mà tôi dám phiêu lưu tình ái tập 2 nữa đâu. Giỏi. Bà yên tâm đi. Thôi, để tôi kêu mấy đứa nó dậy nó làm. Nhắc tới 4 đứa của ông tuyển sao tôi phát chán quá. Ngày nào cũng la rác cần cổ à. Ngủ hay ăn gì cũng nhiều hơn chủ á. Chỉ có làm là ít hơn thôi. Bộ hết người mướn hay sao mà ông tha 4 cục nợ đó về giúp việc nhà vậy? Nhưng mà khó kiếm ai mà không tham lam như tụi nó. À chứ lại đứa nào cũng còn độc thân, có tụi nó mình cũng yên tâm hơn chứ bà. Tôi chỉ sợ có bữa tôi phát điên thôi. Hai Hồ, đã làm xong bữa điểm tâm cho tôi chưa? Nhanh lên lên cái nào, tôi còn phải đi gấp đó. Dạ lên đi Hai Hồ à. Dạ. Dạ. Có ngay, có ngay. Bữa nay ăn điểm tâm món gì đây? Dạ thưa, biết ông sắp đi xa cho nên tôi ra sức chế biến hầu ông một bữa ăn thật là đặc biệt. Đặc biệt? Dạ đúng vậy, chắc chắn là từ trước đến nay ông chưa thưởng thức lần nào. Mà có ngon không? Dạ thưa, nếu tôi nói ngon thì chẳng lẽ là tự mình khen mình sao? Dạ. Nhưng tôi chắc chắn ông bà sẽ nhớ hoài cái hương vị đặc biệt của nó. Vậy đây là món phở bà. Mày cho tôi tự nghĩ ra, vì cả ba miền Bắc Trung Nam món phở khác biệt rất nhiều. Tôi muốn tạo nên món ăn tổng hợp là món phở ba miền kết hợp. Nghe chú nói tôi cũng thấy hay hay, đâu dọn ra dùng thử xem nào.
nên tôi cam đoan chắc chắn khi ăn hết tô này ông bà muốn ăn thêm tô nữa. Thôi hãy dọn ra cho tôi thưởng thức thử coi phở nó có ngon không, chứ đừng quạt cao dòng mà vô. Dạ. Dạ đây, mời ông bà Sơn. À hừ, ăn đi ông. Bà có cái cảm giác gì không bà? Còn ông? Tôi với bà nói một lượt coi ý có trùng với nhau không nghe. Món phở ba miền của nó y như món cháo heo. Trời ơi, mới nuốt vô cổ một miếng là tôi đã muốn mửa ra rồi. Ê hai hồ. Dạ. Mày mau bưng vô cho lẹ, nếu không tao cho ăn đạp. Phở gì mà thịt quá tanh, nước lèo thì chua hơn chấm. Ăn một miếng thấy tám ông trời. Dạ tại ông bà chưa quen món đó, chớ phở này rất là đại khổ. Tôi dẹp đi, tao đổi nấm bây giờ. Dạ xin ông bà nghe tôi giải thích, đây là món tổng hợp cho nên có đủ thịt và gia vị của ba miền. Nhưng thịt gì mà tanh quá vậy? Dạ thưa, tại lạ miệng nên bà mới có cảm giác vậy thôi, chứ trong tô phở có đủ các loại thịt hết á. Thịt heo nè, thịt bò nè, thịt trâu nè, thịt ngựa nè, thịt vịt nè, thịt gà nè, thịt đặc biệt là có cả thịt cây nữa. Trời. Dạ đừng kêu trời, chưa nghe, chưa kể thêm mấy cái khứa cá thù à, cá đuối nè, cá thôi. Trời ơi, đừng có cãi nữa mày ơi. Mày kể thêm chắc tao đứt gân máu chết quá. Dẹp liền, mang cà phê lên cho tao. Trời ơi, phở đặc biệt gì mà chê. Đi. Dạ. Bà xuống bà giám sát coi nó pha cà phê giùm tôi chút xíu đi. Không khéo nó bỏ xà bông vô trỏng như hôm qua. Cái nước tôi uống vô tôi câm luôn quá. Cũng ông rước về chứ ai còn than thở gì nữa. Ba bị đâu rồi, ba bị. Dạ, ba bị có mặt. Nghe tôi hỏi nè, nhiệm vụ của chú là cái gì? Dạ, nhiệm vụ của ba bị là bảo vệ biệt thự này, ngăn chặn tất cả mọi hành động gây ảnh hưởng đến trật tự lịch sự văn minh trong biệt thự này. Tốt. Bữa nay tôi đi xa, tới mấy ngày mới về. Chú phải nhớ nha, tuyệt đối không cho người lạ vô nhà, nhất là phải ngăn cấm không cho bà chủ tụ tập những bạn bè của bà về nhà đánh bài. Rõ chưa? Dạ rõ. Ba bị xin cố gắng luôn luôn làm tròn nhiệm vụ. Thôi xạo. Luôn luôn hồi nào. Đợt trước tôi đi vắng á, ở nhà bà tổ chức gầy sòng tùm lum. Có chừng tôi về tôi hỏi chứ có nói thiệt cho tôi biết đâu. Dạ tại lần trước bị bà hối lộ. Dạ cho nên phải làm ngơ với ông. Mong ông thông cảm. Thông cảm mà tôi thông mày một chút. Dạ. Lần này mà còn làm ngơ nữa thì có chừng tôi đó nghe. Dạ. Dạ thưa ông. Dạ, khoan. Tao đi rồi mày nói. Dạ thưa ông. Dạ xe cổ đã chuẩn bị xong, mời ông lên đường. À được rồi, chú mang hành lý ra xe trước giùm tôi đi. Dạ. Mà có chắc là xe không còn trục trặc gì nữa phải không? Dạ. Ông yên chí, biết ông sắp đi xa cho nên tự chiều tối hôm qua tôi đã chú ý kiểm tra kỹ càng từ Puri ra sân ác quỷ, chắc chắn lặn bánh nó còn ngon lành. Được vậy thì tôi mới yên lòng, chớ đã nhiều lần phải xuống đẩy xe áo quần nhăn nhúm mà toàn thân bơ phờ, không còn ra quy danh một ông chủ. Dạ lần này thì ông khỏi phải lo, lên xe ông cứ nhắm mắt nghỉ ngơi, khi ông mở mắt thấy là bệnh viện. Cái gì không phải thấy đến nơi an toàn. À, để lần này tôi coi chú phục hồi uy tín như thế nào. Thôi, đem hành lý ra xe tôi đi. Tuân lệnh. Đây, cà phê của ông xong rồi đây. Nè ông, mai là tôi xuống kịp, chứ không là nó đổ cả muỗng muối vô rồi đó. Mấy thằng này riết nói hết nổi.
bà phải ghé mắt cho kỹ á. Coi chừng có bữa nó cho tôi uống xà bông bột luôn thì có nước làm ngủm củ tỏi. À, bà có chuẩn bị tiền cho tôi xài trong chuyến đi chưa? Rồi, đây, cầm 100,000 nè. Cái gì? Có 100,000 thôi hả? Đi có mấy bữa xài chi cho nhiều. Trời đất ơi, đã đi làm ăn thì phải ngoại giao, phải nhậu nhẹt chứ. Bà đưa nhiêu đây không đủ cho tôi hút thuốc nữa là... Lúc nào cũng ngoại giao hết à. Nè, bà nên nhớ là tướng của tôi quý phái thì cũng phải xài sen. Khi bước ra khỏi nhà ít ra cũng 1,000,000 thì mới vừa đủ chi. Nếu không người ta khi dễ lấy chi nhiều nặng tôi. Đi chỉ mấy ngày thôi, ông đã phung phí nhiều, nay phải chịu nhịn thèm. Ông đừng hòng từ nay moi thêm tiền của tôi. Riết rồi bà coi thường tôi quá. 100,000 ăn xài gì cho đủ được nè. Đói thì ăn cơm tiệm, một dĩa chừng 1,000,000 chứ mấy. Khát thì uống trà đá, đừng uống bia. Chứ còn tiền khách sạn sao? Ai biểu ông ở khách sạn chi cho nó tốn kém. Phòng trọ được rồi. Làm ông chủ mà như vậy không ha chút xíu nào hết à. Thà chết còn sướng hơn. La 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 la. Con gì nó nằm trong hang, nó đưa cái lưng ra ngoài, đó là con cóc. Con cóc nó ngồi trong hốc, nó đưa cái lưng ra ngoài, đó là cóc. Con cóc con thì bỏ vô lon, làm thịt rồi đổ vô son, để lâu một hồi rồi trở thành cháo ngon. Cháo ngon, ngon nè, ngon. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ui da, thằng nào mà chơi mất dậy vậy cả. Ủa, dạ, dạ ông, dạ thưa ông. Làm gì đó mày? Dạ làm vườn, dạ con đang nhổ cỏ, tỉa lá nè, trồng hoa. Mày liệu hồn đó. Dạ, nó không có gì. Làm không lo làm mà lo dạ. Chơi không ha. Dạ. Tao về mà tao thấy trong vườn còn cọng cỏ nào thì tao giặt râu mày luôn. Dạ. Luôn nè. Trời ơi, vậy là kể như tiêu tùng cái nồi cháo cóc của tôi rồi. Dạ, mời ông lên xe. Madam Lợi đây. Nè, cho bộ hay tin mừng, ông xã mình đi rồi. Ừ, tới mấy ngày mới về lận. Ừ, đúng vậy. Mình tha hồ binh mà khỏi sợ ông quấy rầy nữa. Nè, gom đủ tay tới nghe, tới lẹ nghe bộ. Bye bye. Ơ đại à, nói tụi bay nha, tôi thấy cái tướng của ổng tụi bay cười bể bụng luôn. Tướng ổng vào sao mày? Nói tụi bay nghe nha, cái tướng ổng về nè, đó đó đó, coi thê thảm lắm nghe, đây nè, đó vậy vậy nè. Ê, sao mà mày cứ bắt ổng đẩy xe hoài vậy? Tại vì tao đâu có muốn đi với ổng. Trời đất ơi, mày biết không? Mỗi lần đi với ổng, ổng bỏ đói tao hoài à. Người ta làm bộ xe hư, ở nhà sướng hơn. Nè, mấy đứa kia, sao không lo làm việc mà ngồi đó cười giỡn vậy hả? Ê, còn mày, tại sao không đi với ổng mà quay về vậy hả? Dạ tại bị... Bị gì? Bị tại xe hư. Lúc nào cũng nghe mày nói xe hư, xe gì mà hư hoài vậy? Dạ đâu phải lỗi tôi đâu. Đã bao lần tôi kêu ổng cho tiền sửa xe thì ổng chỉ qua bà. Mà nói với bà thì có lần nào bà đưa tiền đâu. Tiền ở đâu mà đưa cho mày? Trong nhà này tao đã phải tốn kém 100 thứ tiền rồi. Nào là tiền ăn, tiền uống, tiền điện, tiền nước rồi. Đâu còn tiền dư mà sửa xe hoài vậy mày? Trời ơi, bà nói bà không có tiền. Vậy sao bà có tiền đánh bài? Im mày, đó là thú vui giải trí của tao. Tôi cấm mày không có được nói tới, rõ chưa? Yes sir. Ừ, rồi xe hư vậy ổng làm sao? Dạ, ổng đi xích lô ra bến xe để di bằng xe đò. Đồ ăn hại, tao đã ngại không muốn để cho ổng đi một mình rồi.
Tao tính có mày á, mày đi theo để mày dòm ngó coi ổng làm gì, mày về mày cho tao hay. Ai về như vậy cũng công túc. Bởi vậy thôi, vô nhà nói với tụi nó, không có đứa nào được đi đâu hết. Bữa nay ở nhà túc trực để tiếp khách cho tao. Hả? Bữa nay bà tiếp khách hả? Ừ. Trời, vậy là chết rồi. Trời. Ê, tụi bay hay gì chưa? Dạ, chưa. Đây nè, bữa nay tụi mình phải hầu hạ cho khách quả nữa đó. Trời đất ơi, vậy ha? Điều này là không bò cũng lết à. Ôi, trời ơi, sao mà khổ quá trời quá đất vậy không biết nữa. Vắng ông là bà cứ tổ chức cờ bạc hoài, rồi còn bắt tụi mình hầu hạ nữa. Bây giờ biết làm sao đây? Ê, tụi mày có cách nào ngăn chặn cái đám khách cờ bạc của bà tới đây không? Yên chí, có thằng ba này là mấy anh khỏi lo. Đám khách của bà không thể nào lọt vào ngưỡng cửa nhà này được hết á. Sao hay vậy mày? Sao lọt không được mày? Tại vì trước khi đi á, ông chủ đã dặn dò, tôi không cho bất cứ một ai vào cửa, dù là bạn của bà, để vô đây bài trò đen đỏ. Ê, vậy thì mày cứ thẳng tay, tụi tao vô cùng hưởng ứng. Vì cứ hễ lần nào gặp họ là tao đây phát âm. Tội nghiệp mày quá à. Mày đã được lệnh ông thì cứ thẳng thắn thi hành. Không ai được có quyền phản đối hay là cản ngăn. Nếu chính bà chủ cứ khăng khăng thì sao? Khi quyết tâm thì bất cứ người nào bao cũng sẵn sàng bất tỉnh an lê. Ê, cái miệng mày nói nghe hay lắm mà tao chỉ sợ khi làm mà mày trật đường rầy quá. Ê, mày nếu mày không tin vậy mày dám cá với tao không? Cá làm sao? À, thì nếu mà tao làm được là tao thắng, mà tao làm được tao thua. Tụi bay dám chơi không? Sao vậy? Ê, tao chịu chơi nha. À, sao? Nếu mày phá được sòng cờ bạc của bà chủ không? À. Thì tao đãi mày một tô bún bò Huế. À. Ê, còn tao nè. Tao sẽ chịu thua một ly cà phê sữa hột gà, được không? Rồi, tao chấp nhận. Ê, còn mày, tao hơi năm. Mày thua làm sao? Tao thấy mày đứng ra mày làm tin hoài vậy. Mày chậm quá lắm à. Thôi, tao không có cá đâu. Sao vậy? Má tao dặn cá độ là cờ bạc mà. Trời ơi, không được mày. Mày không thể nào đứng ngoài cuộc được. Chắc là mày thích được hầu hạ sòng bạc phải không? Không dám đâu. Thằng này chắc có lẽ là nó muốn hỏng cá là gì, nó để nó lấy sâu. Ê, không có được mày. Mày phải tham gia thôi. Vì nếu như thằng ba bị nó cản được thì tụi mình đỡ cực khổ. Công của nó thì cũng đáng được thưởng tô bún bò Huế thôi. Đúng rồi. Vậy thì tao cá... Cá gì? Cá hai con cóc. Trời ơi, nó nói con muốn một ốc mà. Trời ơi. Thôi cá thứ khác giùm con đi cha, chứ tao không ăn thịt cóc đâu, tao sợ lắm rồi. Nếu vậy thì tao cá nửa gói thuốc đó. Rồi, đó, vậy là nửa gói thuốc mà nó nghe buồn quá. Nửa gói thuốc phải không? Rồi, còn nếu tao thua thì tao sẽ bao lại y như vậy, tụi bay chịu chưa? Khỏi. Tao đề nghị nè, nếu thua thì mày chỉ cần chìa cái mông của mày ra, mỗi đứa đá một cái là xong à. Ê, đứa không chịu không? Chịu đi. Ê, nếu vậy tao đồng ý à. Đồng ý không? Chắc chắn bữa nay tụi bay sẽ đãi tao nè. Bún bò Huế, sữa hột gà. Nhất là tao còn được hút hút thơm của thằng Năm nữa nha. Hay là mày sẽ ăn ba cái đá vào mông đít. Thôi, ai kiếm nữa, tối ngày cái chuông này chứ reo hoài, khổ ghê. Ai kiếm nữa? Nè, mở cửa lẻ lên. Lỡ gì mà chậm dữ như rùa vậy? Trời ơi, làm gì mấy chị la âm sầm dữ dội vậy? Tôi chưa thấy ai dữ như mấy bà, kỳ quá. Xin lỗi nha, các cô tìm ai vậy? Tìm bà chủ của anh chứ tìm ai. Mở cửa lẻ đi, cứ đứng đó hỏi gì nữa. Tụi tôi tới đây hoài chứ bộ. Ông chủ dặn tôi, bà chủ dặn tôi rồi, mấy chị thông cảm đi. Tôi không cần biết là tới đây rồi là chưa tới gì hết trơn á. Nhưng mà tôi làm đúng theo chủ dặn thôi. Mà tôi muốn biết mấy cô mấy chị tới đây gặp bà chủ tôi để làm gì. Trời, làm mặt ngầu đó. Phải ngầu chứ, trời ơi, người ta có trang nhà, ta phải vậy chứ, nó chuyện kỳ không. Thì ghê quá. Nè, anh có mở cửa hay không thì nó đại. Chứ đừng có đem ăn mặt xã hội đen ra mà hù tụi này. Im đi. Ai cho phép cô gọi tôi là cái bản mặt xã hội đen chứ?
Nếu tôi gọi như vậy, Trịnh làm gì tôi chứ? Tôi sẽ... không ở cửa. Không ở cửa. Cách gian mà lên mặt quá ha. Nè, bà chủ của anh á mời tụi tôi tới nhà để tâm tình đó. Anh có mở cửa không hả? Tâm tình? Đúng. Không dám đâu. Tâm tình. Lão, tới cờ bạc thì nói đại đi, đừng có qua mắt tôi à, trời ơi. Thì đánh bài đó, được không? Dứt khoát là không. Bà chủ anh mời tôi tới, anh dám không cho vô sao? Dám chứ không sao, không dám. Trời ơi, tôi được lệnh rồi, tôi đâu có sợ ai. Ví dụ đi, không? Mà ví dụ cho dù bà chủ có đi chăng nữa đó, tôi nói cho mấy bà biết nha. Có rủ mấy cô tới sắc mặt đỏ đen thì tôi cũng quyết không để mấy cô bước vô trong. Cẩn thận là một kẻ làm công, dám ngang tàng cãi lệnh chủ sao chứ? Thằng này đâu có ngại à, xa gì lệnh của bà. Vì trước khi đi vắng, ông chủ đã dặn rồi, không cho bà tụ tập đỏ đen. Ai vô nhà phải bước qua tôi, vậy mấy cô vui lòng rút lui cho lẹ. Đừng làng chàng chọc giận tôi lên, tôi nổi giận thì coi chừng cái tục bạc sẽ nát tan. Được rồi, để tôi kêu bà chủ ra coi anh có dám dở giọng ngang tàng nữa không cho biết nữa không. Phải lỗi lỗi ơi, chị lỗi ơi, im đi. Trời ơi, mấy người này kỳ quá. Không được la lối ôm sờm nha. Đi mau đi, 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 đi. Không đi. Chị Lợi ơi, chị Lợi ơi. Chị Lợi ơi, chị Lợi ơi. Em. Trời ơi, mấy người bắt cần thở quá. Dạ, tụi em im rồi. Vậy phải được không, dễ thương không? Chú đàng hoàng, người dữ. Ai làm với ai sợ vậy? Xin lỗi mấy bà. Cho mấy người hay hả? Đừng có đem bà chủ ra hù tôi à. Tôi không có ngán đâu trời. Tôi có quyền cho ai vô, có quyền cho ai ra là quyền của tôi. Trời ơi, đừng có chuyện là giỡn mặt với tôi hả? Tôi không cho là không được vào. Vậy thôi, bà chủ cũng không ăn nhầm gì. Tôi không có ngán bà đâu. Trời ơi, đừng có tưởng. Không, để nói chuyện chút xíu. Đừng có... Trời ơi, cho mấy cô biết, mấy chị biết. Đừng có coi thường thằng này, nghe chưa? Không, để nói chuyện chút xíu. Trời ơi, tôi nói cho mấy người. Đến mày. Mày nói cái gì hả, thằng kia? Dạ, dạ con mới nói là bà chủ là người có uy quyền nhất. Mày nói tao không có quyền gì hả? Dạ, không có đâu, con nói có uy quyền đó, bà nghe lộn rồi đó. Thôi, tôi về chị Lợi ơi. Ủa, sao vậy? Ghé chơi, ghé nhà chị chơi mà khó khăn quá hả? Chờ cả buổi, cũng chưa thấy ai cho vô. Mỗi cảnh thí mồ. Nếu biết nhà chị đó ha, người làm mà có quyền hơn chủ á, thì tôi không dám ghé đâu. Ba Bảy. Dạ. Mở cửa lẹ lên mày. Dạ, thưa bà, ông có dặn con rồi. Cái gì? Ở nhà này mày sợ ai hơn, tao hay ổng hả? Dạ, dạ bà hơn chứ. Dạ gì, nhất vợ nhị trời mà. Biết vậy là khôn đó. Mở cửa mau mày. Dạ, con xin tuân lệnh bà. Vô dùm đi với bà đó. Ủa, bỏ hết làm tàn rồi hả? Ai? Trời ơi, chơi kỳ lắm. Nè, lần sau mà gặp mặt mấy chị á, thì nhớ mở cửa cho lẹ nghe. Trời ơi, bà này chơi kỳ quá. Dồn cái mặt cái thấy hãm tài, chắc bữa nay đứt chết quá. Trời ơi, bà này chơi kỳ quá, nghéo đầu trời. Trời ơi, trời, tự nhiên bữa nay gặp tai họa lãng nhách rồi. Thôi nha, thôi nha, thôi nha. Ê, đây. Kỳ quá, cười chọc quê hoài, kỳ quá. Ê, mày thua rồi nghe mày. Đừng có làm trời nghe, đưa mông đây. Thôi mà trời ơi, nãy giờ tôi ê ẩm vì mấy bà cà chằn kia rồi. Mấy anh tha giường tôi đi. Đâu được mày. Thắng thì sung sướng, còn thua thì phải chịu ê chề chứ. Đúng rồi, đừng có quyệt mày ơi. Trời ơi, cho tôi xin nhưng mà... Thôi, cúi xuống đi, xin cái gì? Bún bò quế nè. Cà phê sữa hột gà nè. Chuốt thơm nè. Trời ơi, nãy giờ bị nheo, rồi giờ bị đa. Bữa nay là ngày gì mà xui xẻo dữ nè trời. Ai là... Trời ơi, xui quá. Nãy giờ
giờ toàn gặp bài xấu, thua hoài. Thì cũng có bữa vậy, bữa khác, chứ ăn hoài ai chịu nổi. Sao? Chịu thua hay muốn gỡ? Thua thì phải gỡ chứ, đã chơi phải chơi tới cùng à. Ê, đưa nước tao uống coi. Dạ, thứ ba nước đây. Đút giùm miếng bánh đi bồ. Có ngay, mở miệng ra. Cảm ơn nghe. Đấm mạnh mạnh lên chút xíu coi. Đấm yếu xìu làm sao hết mỏi. Trời ơi, tôi đấm hồi nãy giờ hai cái tay tôi cũng mỏi nhừ luôn à. Đấm mạnh sao nổi nữa. Trời ơi, cái điệu này chắc phải đấm bằng búa tay sồi mới quả mai à. Mồi cho chuyện điếu thuốc coi cưng. Dạ. Nhà xin lỗi. Giỏi vậy thì tốt quá. Chút xíu chị thắng, chị cho tiền bánh. Lâu lâu ổng đi vắng, tụi mình cứ đánh cho nó sướng tài. Ăn thua chị thôi, chứ tụi này thì thoải mái lắm mà. Vậy thì không có ai được nghỉ hết à nha. Cứ đánh tới sáng mai mới được nghỉ à nha. Dạ thưa bà tính như vậy mà có dính tụi em ở trong đó không? Tụi bay cũng vậy luôn. Trời, làm gì tao giật mình vậy? Cái gì mà tụi bay kêu trời? Dạ thưa bà, dạ nãy giờ tụi con đứng hầu, đứa nào đứa nấy tay chân quá bủng rủng, lưng cũng muốn còng, bên trong bao tử cái đói cồn cào. Bà nới tay cho phép tụi em được nghỉ xả hơi. Không cơm lót dạ mà còn hầu hạ, chắc hết đêm nay tụi em sẽ đai. Tụi bay là đầy tớ, chớ có nói nhiều. Khỏi xin khỏi xỏ theo lệnh mà làm. Từ ngày vô đây sung sướng bấy lâu riết rồi nhớ thay. Thế khi có việc là tháng khổ cực, tao còn ngồi đây là tụi bay phải đứng. Im! Tao đã ra lệnh mà tụi bay còn muốn phản đối phải không? Bà ơi, không phải tụi em nhớt thay làm biếng đâu. Cũng không phải gì đòi uống đòi ăn. Và cũng không phải là muốn đi nằm cho khỏe đâu bà. Ê, tới mày trời ơi, này nó sai xưa nó đúng rồi. Tao quên. Và tụi em chỉ xin bà nghĩ lại đôi điều. Nghĩ cái gì? Ê, chuẩn bị nghe. Tao đếm 1, 2, 3 là vô liền nha. 1, 2, 3. Bà đánh bài chớ tụi em đâu có đánh, mà sao bà bắt tụi em nhịn đói nhịn khát đến ù tai quá mắt. Và còn muốn bắt tụi em thức suốt đêm dài. Mày làm cái gì vậy? Tụi em nào có lỗi chi mà phải chịu cực hình? Vì nghèo cho nên tụi em mới đem thân đi làm mướn, chứ đâu phải tụi em là tù mà bị đài đỏ xác thân. Với lại tụi em làm mướn là để phục vụ cho ông bà, cho mấy cô kia có trả lương đâu mà tụi em phải hầu phải hà. Làm chủ nhân mà biết thương người ăn kẻ ở thì mới được khen là người đàng hoàng nhân đức. Tao không cần ai khen hết á. Mày nói vậy có nghĩa là nếu tao bắt tụi bay hầu hạ như vậy là ác nhân thất đức lắm phải không? Phải không? Nói mau. Dạ. Em để tao. Dạ thưa bà, như vậy không phải là ác mà là hiểm. Cái gì? Trời, mày ăn nói không biết lựa lời gì hết á. Để tao. Dạ thưa bà, chắc bà ít nghe hàng xóm nói về bà. Họ nói cái gì? Dạ thưa bà, có nói bà quý phái, bà văn minh lịch sự hơn người. Họ khen bà đẹp, bà sáng, bà rộng rãi thương người. Đúng vậy. Mỗi khi nhìn thấy chúng em ra đường, họ đều trầm trồ, họ nói tụi em mập mảnh như vậy là nhờ bà bảo bọc chăm lo. Nếu như bữa nay bỏ uống bỏ ăn, lỡ bị sụt bớt mấy kỷ lô, sợ bà mang tiếng, họ sẽ nói chắc nhà mình xa xúc, nên ông bà mới để cho đầy tớ ốm. Cả khu này ai dám bì được với tao chứ? Dạ em chỉ sợ vậy thôi à. Từ trước tới giờ chưa ai dám nói động gì tới tao hết. Mày khỏi lo.
Dạ, tại vì bà không biết chứ. Bây giờ thiên hạ đánh giá giàu nghèo là qua đầy tớ đó bà. Đánh giá giàu nghèo là qua tiền bạc chứ sao lại qua đầy tớ mày? Dạ, tại bà không biết chứ. Tiền bạc người ta đều cất kỹ vô tủ nên khó biết lắm. Vì vậy, họ cứ nhìn qua đầy tớ đánh giá chủ nhà. Nếu đầy tớ mập mập thì chủ giàu có, dư ăn, dư để. Còn đầy tớ mỏ miếu thì họ sẽ cho là chủ thuộc loại nghèo, thiếu thốn. Tụi con mà nhịn đói cả buổi như vậy á, sợ thua thằng đầy tớ bên nhà bên kia đó bà. Sao? Trời ơi, coi tướng nó mập lắm á. Thấy mỗi lần nó bước ra đường người ta xúm lại khen chủ đó không à. Thôi được rồi, tao không thể để thua xúc với ai hết á. Tụi bay đâu? Tụi bay đi ăn đi. Nhớ ăn cho nhiều vô cho nó mập. Đứa nào mà ốm để thua người ta liêu hồn với tao đó. 1, 2, 3. Dạ cảm ơn bà. Giỏi. Nếu không nhờ tao á, giờ này tụi bay còn đứng hầu rút xương ở ngoài sòng bài. Ừ, đúng rồi. Chứ đâu có được ăn cái gì, thấy không? Đúng rồi. Ôi, chán quá mày ơi. Chắc tao phải nghỉ làm ở đây để tìm việc khác quá. Mày đến làm gì? Việc làm bây giờ rất là khó khăn lắm. Nhất là đối với kẻ tha phương như mày. Thôi, từ ở dưới quê lặn lội lên đây kiếm việc làm. Ở được vậy là cũng kể cũng khá rồi. Các bạn ơi, đừng đòi hỏi gì nữa mà. Ê, tao đâu có phải đứng núi này trong núi nọ đâu. Mà vì tao muốn làm một việc gì còn có ích cho đời kìa. Cái gì? Có ích cho đời nữa hả? Phải. Chứ ở trong nhà này cứ tối ngày quẩn quanh, chỉ bù đầu vào mấy cái nồi. Thân là nam nhi mà cứ rù rú ở số bếp hay sao? Còn tao cũng qua trang ngăn cái nghề tỉa bông cắt cỏ. Tao mới đáng buồn mà vì chán nhất là cái nghề gác vàng. Chỗ này lương cao, tụi nghi bay còn đòi hỏi cái gì? Ráng làm kiếm cơm, đừng có mơ ước những chuyện xa xôi. Mày là tài xế, qua sông sương đưa đi đây đi đó. Còn tụi tao ở nhà, đâu có biết được mặt trời với mặt trăng. Đúng rồi, không lẽ tối ngày mình chỉ vòng vòng ở trong cái bức tường dương giả này hoài sao? Tao nghe người ta nói á, hùm chết để da, người ta chết để thịt. Trời ơi, cái gì? Bởi vì thằng này 10 năm không nói đúng rồi. Hùm chết để da, người ta chết để tiếng gì để thịt mẹ. Thì để tiếng. Không lẽ sau này con cháu mình hỏi, ông ơi, ông có giúp gì cho đời không? Không lẽ nói không? Ông chỉ biết nấu cơm, cắt cỏ, coi nhà không thì kỳ quá mày. Đúng rồi. Mà làm công như mình thì làm sao mà còn thời giờ giúp gì được cho ai nữa? Trời ơi, tụi bay nghỉ ngơi chỉ cho mệt vậy. Không giúp ích cho đời phải không? Dù mình là cái gì đi nữa mình vẫn giúp ích như thường à. Đúng như vậy. Nhưng giúp bằng cách nào? Thì mình thấy ai khó khăn mình giúp đỡ, gặp chuyện bất bình thì mình ra tay, khó gì đâu. Nhưng làm sao biết mình ai khó khăn hay là chuyện gì bất bình, phải không ba? Đúng rồi. Tụi bay vậy không à, tụi bay cứ chú ý là thấy liền à. Lúc đó tha hồ mình làm anh hùng nghĩa hiệp. Thoát rồi nghe chưa? Dở trò bất lương chi với ông là phải không? Buông tao ra! Tại sao lại đánh tao vậy hả? Im! Tự nhiên hả mày? Tao cho mày biết nghe chưa? Tao theo mày! Trời ơi mày chết cho tao! Nè, bắt lại cho ông rồi đó. Giữ cho chặt nghe, coi chừng nó chạy nữa đó. Ây da, chết ngồi dài, trời lất ơi! Cái này tại sao là chơi ông lấy người ta vậy? Thì nó giật đồ của ông. Tôi giật coi nào? Im mày! chết rồi giật lồ lâu mà giật lồ. Vậy sao ông kêu tôi rồi ông còn chỉ chọt nữa. Hey, Ngộ kêu liên lại là ông này đó, ông mua lồ của Ngộ là ông có chịu lấy tiền thôi á. Ngộ kêu liên lại lấy tiền thôi á. Vậy hả? Thế sao? Không phải bất lương hả? Ây da, bất lương vậy. Chết tôi rồi. Thôi xin lỗi nha.
xin lỗi vậy? Đánh người ta đi, lấy người ta rồi chạy hả? Ê, đi đi mày. Mai nhớ bỏ giờ toán đi, học chán lắm. Ê, hai nhỏ, ngon quá ha. Mới bị lớn mà mày đặt hút thuốc rồi còn bày đặt tính chuyện bỏ học của mày trốn học phải không? Ê, hỏi sao hai mày không trả lời? Tụi tôi hút kệ tôi. Ôi trời, ngon quá, hút kệ tôi rồi nữa. Học trò mà hỗn hào vậy hả mày? Ông này kỳ cục chưa? Tôi hút kệ tôi chứ. Trời ơi, thằng này quá trời ha. Nhưng mà tao biết là ở trường cô giáo thầy giáo mày không bao giờ muốn tụi mày hút thuốc hết. Vậy là bậy hư. Mà kể cả ba má ở nhà cũng không bao giờ muốn con cái hút thuốc như tụi bay hết trơn á. Tôi thấy thuốc ngon thì tôi hút à. Đi à. Mày ngon quá ha, thuốc ngon mày hút ha. Được rồi, để tao coi mày ngon cỡ nào nha. Ê, ông này làm gì kỳ vậy? Bỏ tôi ra. Con cho đã đi. Đó. Một chút con mắt mình lòi ra bây giờ. Hai thằng bay hút hết trống thuốc này mới được về. Mày hút đi. Dạ. Sao? Dạ sao? Dạ. Xin ông tha giùm cho tụi con nè. Tha mày hả? Giờ sao tha? Hồi nãy mày tao hỏi mày trả lời mày kênh tao. Quá trời ha. Bây giờ năn nỉ hả con? Khóc hả con? Thì lớn nói không nghe ha. Mà còn kênh lại bài đặt bỏ học rồi hút thuốc nữa. Vậy thì bây giờ tha hồ ngồi đó mà hút. Hút cho đến khi nào môi của mày mù như một cái tô thì mới được mong tao thả ra về. Dạ, con biết con mang tội nặng. Tuổi còn nhỏ mà bày đặt tập tành. Con xin hứa từ nay chỉ lo việc học hành, không bao giờ rờ tới điếu thuốc nữa đâu. Là con nít mà sao không ham bánh kẹo, học đòi chi với điếu thuốc thì thèo. Xấu hổ mẹ cha, xấu hổ cả nhà trường mà biết không mày? Muốn hút thì đó cứ việc hút đi con. Dạ, xin ông tha giùm tụi con. Từ rày về sao con không dám hút thuốc nữa đâu. Chắc không mày? Hay là nói cho tao vừa lòng, tha cho mày rồi cái mày không bỏ mà mày hút lén mày. Dạ dạ, con nói thiệt, con không dám hút nữa đâu. Thiệt phải không? À, nếu vậy thì tao tha. Mà nè nè nè, lần cuối cùng nói lại cho tao nghe, thuốc lá có ngon không? Có bổ không? Nói dạ, đi. Không ngon, không bổ. Tao chưa nghe, nói lớn lên mày. Dạ, thuốc lá không ngon, thuốc lá không bổ chút xíu nào hết. Đúng không? Dạ. Bây giờ mới nghe mày nói ha. Thôi được rồi, lần này tha cho tụi bay. Về đi. Dạ. Ba bị mà trị là tụi bay phải sợ chứ. Không còn có cách nào nữa sao anh? Tôi đã nói với cô rồi, tôi không thể vượt qua nghịch cảnh này được nữa, cô hiểu chưa? Tại sao trước đây khi anh và em quen nhau không có nghịch cảnh này? Thì đâu có ai học được chứ ngờ. Thôi, mình đành chia tay vậy. Anh Sang. Sao anh dễ dàng thốt ra hai tiếng chia tay lạnh lùng như thế được? Vậy chứ tôi biết làm sao bây giờ? Có nghĩa là cái tổ quy ương mà anh đặt vẽ lên trong ngóc trong tim em đã trở thành mây khói. Ôi một đời con gái sao sớm đắng cay bởi tình ai nên vấp ngã biết làm sao. Về nhà đi là xong chứ gì. Anh đã dẫn tôi vào lối mộng mơ
thì tôi còn tiếc sống mà chi. Cô định đem cái chết ra mà dọa tôi đó à? Không được đâu. Đã chia tay thì tôi không còn dính líu gì đến cô nữa. Cô khôn thì sống, mà dại thì chết. Anh Sang, sao anh không nhớ những lời anh đã thề luôn? Anh bảo tôi tiếc làm chi cạnh nhà quê chân bùng tay lắm. Hãy theo anh tìm đường vào mơ nơi chốn đâu thân. Nên nhớ số vàng đó hết cũng có cô ăn xài ở trong đó, chứ có phải chỉ riêng một mình tôi không đâu. Thôi, tôi đã thú thiệt với cô là tôi đã có vợ rồi, tôi không thể tiếp tục dây dưa tình cảm với cô được nữa. Cô rõ chưa? Anh Thôi Lão, anh Thôi Lão, tôi biết anh chưa có vợ và anh cũng không bị áp lực nào buộc anh phải xa tôi hơn. Thường cô như vậy chứ, mà nếu sự thật như vậy thì cô chẳng làm gì được tôi. Còn tôi là một cánh chim còn muốn bay nhảy tự do, nên không thể xúc mình vào tổ sớm. Nếu anh muốn trôi mình vào dòng buông thả, sao còn nỡ đang tâm ướt mật vào lời. Khóc nữa làm gì, khi niềm sâu ân tình cũ xa xưa. Thôi em đừng khóc, đừng khóc nữa. Giọt lệ sâu làm sao xóa. Tôi đã nói với cô rồi, hoàn cảnh của tôi không cho phép tôi gần gũi cô được nữa. Vậy thì đường ai nấy bước, còn chuyện sống hay là chết thì mỗi người tự lo lấy. Anh Sơn. Thôi, tôi nhắc lại cho cô nhớ, cô khôn thì sống, còn dại thì chết, không dính líu gì đến tôi nữa cả. Thôi, mất thì giờ của tôi nhiều lắm rồi, vĩnh biệt cô. Tôi hận anh suốt kiếp. Trời ơi, ăn mặn sẽ xảy ra.
Không được, không được. Cô ơi, đứng lại cô ơi. Cô ơi. Cô ơi, cô có sao không cô? Ông tránh xa tôi ra. Ông hãy để cho tôi chết. Tôi không còn biết sống nữa mà. Không, bình tĩnh lại đi cô. Ông cứu tôi làm gì? Để tôi còn đeo mang nỗi khổ. Nếu không có ông thì nãy giờ tôi đã rủ sạch mọi đau buồn rồi. Đừng nghĩ vậy cô à. Chết thì rất dễ, còn sống thì lại rất khó khăn. Nhất là khi đời gặp lắm đau thương, dù đêm dài đến mấy cũng sẽ tới lúc hận đông. Cho nên nhắm mắt liều thân, thì mỗi lúc mọi nơi hy vọng vẫn còn. Đã từ lâu tôi sống trong mộng tưởng, chắc chiếu bao niềm hy vọng, nay vỡ lẽ ra chỉ là cát bụi xây thành. Thì còn gì mà ham sống, khi đường đời gian nẻo tôi tâm. Cô à, vẫn còn một lối thoát cho cô, nếu cô quyết tâm làm lại cuộc đời. Đời tôi chỉ như chiếc lá chào vui tình trường, đã có bao người vấp ngã vẫn bền lòng tạo lại tương lai. Nhưng tôi, tôi đã biết tình cảnh của cô rồi, tôi sẽ tìm cách giúp cô mà. Nếu biết lòng người thành thị như thế này, tôi đã không để mình sa ngã. Ý, đâu phải là người thành thị đều xấu hết đâu cô. Ở đâu cũng có người tốt, ở đâu cũng có người xấu hết á. Thôi, bây giờ cô theo tôi nghe. Cô theo tôi về rồi tôi có tìm cách cho. Nhưng... cô đừng có ngại. Tôi còn những người bạn tốt lắm, họ sẽ giúp cô mà. Cô cứ nghe lời tôi đi. Chết là hết, còn sống là còn tìm ra cách giải quyết mà. Cảm ơn ông, tôi... Thôi thôi, à, cô đi theo tôi đi liền đi. Về lẽ tôi còn thay đồ nữa chứ. Nãy giờ tôi lạnh lắm rồi đây nè. Đi cô. À à, còn quên hỏi nữa, cô tên gì vậy? Dạ, dạ tên Hà. Hà hả? Dạ. Đi nhanh lên chút xíu đi Hà, trời ơi tôi lạnh quá. Đó, tình cảnh của cổ như vậy đó, các bạn tính sao? Bây giờ biết tính sao đây, đưa cổ về quê lúc này cũng không được. Tôi không còn mặt mũi nào về quê gặp ba má tôi được. Nếu vậy thì chỉ có cách mướn một căn trọ nào đó cho cổ ở tạm đi. Bậy bậy, trời dưới đủ. Rồi cổ ra rồi cổ buồn rồi cổ tự giận nữa làm sao? Vậy thì biết cho cổ ở đâu bây giờ đây? Không lẽ ở lại đây? Nhưng vậy cũng đâu có được. Bà chủ mà bà biết là chết. Tôi nghĩ tốt con hết, là tôi phải rời khỏi nơi này, mặc cho số phận đưa đẩy theo dòng đời. Các anh chớ bận lòng vì một kẻ lang thang. Tôi hết sức mà các anh đã chở che trong những lúc nguy nan, ơn này mãi không quên.
lời ân nghĩa. Chúng tôi dù có nghèo hèn nhưng gặp kẻ cùng đường, lẽ nghi nào nỡ làm ngơ. Chúng tôi đâu thể quay lưng mặc cho thân gái lỡ đường, vừa sóng gió mịt mùng cô cứ ở lại đây. Mày nói vậy là sao? Tao quyết định rồi, cô Hà cứ ở lại đây với tụi mình, chúng mình phải ra sức bảo bọc cho cổ qua lúc khó khăn này. Nhưng đứa nào không đồng ý là hèn nhát đó. Tao đồng ý. Tao cũng đồng ý. Còn mày, nếu mày không đồng ý thì đi báo với bà chủ biết đi, để khỏi liên lụy trách nhiệm. Tụi tao không sợ đâu. Vậy mà cứ mở miệng ra là đòi làm việc nghĩa, đúng là cái thằng thùng rỗng mà kêu to. Tụi bay làm gì mà nói nặng tao quá vậy? Tụi bay đồng ý thì tao cũng đồng ý vậy chứ bộ. Ủa vậy sao nãy giờ mày không lên tiếng sớm? Tại vì tao còn đang mãi suy nghĩ. Mày cái gì cũng chậm bằng tao trơn á. Là nhân dịp kỷ niệm ngày cô Hà đến nhập bọn với tụi mình nhá. Sao? Tao có nên đãi tụi bay một chầu gì không à? Nên quá đi chứ. Lâu lâu mới nghe mày nói một câu nghe nó sướng lỗ tai. Ê, giờ mày tính đãi tụi tao một chầu gì đây hả? Tao tính đãi tụi bay với cô Hà này nguyên một nồi cháo. Cháo gì? Cóc. Hả? Cháo cóc. Bị ơi, ba bị, ba bị. Dạ, bà gọi em. Nè, chú lại đây cho tôi hỏi. Dạ. Chú là gác gian của cái nhà này. Dạ. Vậy mấy bữa nay chú có để ý thấy trong nhà này có chuyện gì lạ không? Dạ, chuyện lạ. Dạ, đâu có chuyện gì đâu bà. Có chắc là không có gì lạ phải không? Dạ. Để em nhớ kỹ coi. Sao? Dạ có. Thấy chưa? Tôi cũng nghĩ là nó có mà. Dạ trong nhà mình mấy bữa nay á, coi bề ngoài thì tưởng như im lìm lắm, nhưng mà nếu để ý thiệt kỹ thì sẽ thấy đó bà ơi. Thấy gì? Dạ thấy cái sòng bài bà tổ chức á. Im đi, tao đâu có nói về cái sòng bài. Dạ chứ em đâu có thấy gì lạ nữa đâu. Vậy không lẽ mấy ngày nay dây thần kinh của tao nó bị rối loạn, cho nên mắt cứ thấy toàn những chuyện lạ thường. Nói bà xem lại cái hệ thống thần kinh của bà coi, con đâu có biết được. Mà bà thấy gì lạ vậy bà? Mày biết không? Dạ. Thỉnh thoảng đó ha, tao cứ thấy lãng vãng đâu đây có một bóng người lạ mặt. Thưa bà, em canh cửa rất là nghiêm ngặt bà, đâu có người nào được bén mảng vô đây. Chẳng hay cái bóng đen mà bà thấy đó là nó ra làm sao, mập hay ốm, cao hay lùn, trắng hay là đen? Tao nhớ không lầm á thì y hệt một đứa con gái đất đẻ đùng. Trong nhà này chỉ có bà là phụ nữ thôi à, hay là bà đã gặp ma? Giữa ban ngày thì ma nào nó dám hiện ra. Tao đã lục soát nhiều lần mà chẳng thấy tâm hơi. Có lẽ đầu óc bà quá mệt mỏi, sau mấy bữa đánh bài đã thức trắng đêm. Ôi đánh bài mà có gì đâu mà phải mệt mỏi mày. Mà tao nghi. Dạ bà nghi chứ cho mệt bà. Để em lấy thuốc dứt đầu cho bà uống nha. Thôi khỏi. Ba bị à? Dạ. Mà mấy cái đứa kia đâu hết rồi? Sao nhà cửa vắng teo vậy nè? Dạ tụi nó nói làm xong việc rồi, nên nó kéo ra đi uống cà phê hết trơn rồi bà. Nhà cửa còn bề bộn như vậy mà xong ở chỗ nào? Mày ra mày kêu tụi nó về dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp lại. Không khéo à ông về ông lại cằn nhằn tao không biết lo việc nhà. Dạ. Khoan đã. Dạ. Hồi sáng tới giờ có ai gọi điện thoại cho tao không? Dạ không. Kỳ ta. Thường thường nếu mà ông đi đâu mà lâu như vậy á thì là ông cũng phải đều gọi điện thoại. Bà ơi. Bà. Nói gì lớn lớn cho con nghe với.
Mày nói gì lớn lớn tao nghe chứ mày nói gì. Thì bà nói lớn đi, con nói lớn. Thì mày nói lớn đi tao nghe. Dạ, con nói là bà nói gì nói lớn lớn rồi con nghe với. Tao nói là thường thường nếu ổng đi lâu như vậy á đều có điện thoại nhắn về cho tao. Dạ. Để tao biết mà tao khỏi trông. Sao lần này về trễ mà là không nghe tin tức gì hết vậy cả. Mà nè. Dạ. Ba bị à? Dạ. Tao nghe nói thường thường á ổng hay hỏi thăm mày về cái chuyện nhà lắm phải không? Dạ phải chứ. Ông hay hỏi con nhiều lắm bà ơi. Tại vì em là người tin cậy nhất mà. Vậy mà nếu mà ổng hỏi mày về cái chuyện mà tao xòe đó, mày có nói cho ổng nghe không? Dạ đối với ông chủ rồi chắc em không dám giấu điều gì đâu. Vậy hả? Dạ. Sao? Mày có kể cho ổng nghe không? Dạ. Có không? Dạ thưa bà. Hả? Dạ kể gì? Dạ em đâu có thấy gì đâu mà kể. Vậy hả? Dạ. Vậy là tốt. Dạ. Nè, con mắt phải biết thấy cái cần thấy và cũng phải biết nhắm mắt khi gặp chuyện không cần thấy. Dạ. Không? Còn cái miệng cũng vậy. Nói nhiều cũng tốt mà không nói càng tốt hơn nghe ba bị. Dạ nói chi bà trời ơi. Dạ con không có nói tầm bậy tầm bạ đâu. Ấm rồi có này ấm rồi. Dạ. Dạ bà chủ dạy quá hay à. Dạ em xin vâng lời. Dạ im lặng là tiền. Thôi đi kêu tụi nó về lẹ lên. Dạ xin tuân lệnh bà em đi ngay. Ôi, mệt quá, sao mà xui xẻo gì đâu á. Hôm chia tay ngày chủ nhật, anh bảo rằng tuần sau anh đến. Trời đất ơi, nè, đi chỗ khác xin đi. Nhà này không có dư giả đâu mà cho. Anh gài lên mái tóc thề chốt tiền ít cháo ăn rồi hết quá ngày. Ôi đã nói là không có mà nữa, nè anh sẽ đừng có hát nữa mẹ. Mệt quá. Dạ nếu không cho tiền thì bà em cho tụi tôi một tô cơm nguội. Xin chút nước tương con ăn cũng được mà. Không có cơm nguội cơm nóng gì hết á. Đi ra mau lên. Trời ơi bà nỡ bo bo giữ của như vậy sao? Dạ xin bà mở lòng nhân đức mà. Bồng nghe trời ơi, nhức đầu quá. Có đứa nào ở ngoài không? Vô lôi mấy cái thằng này đi ra ngoài cho tao nghỉ chút xíu coi. Trời ơi, ngưng. Bà khỏi mắc công kêu réo vô ích. Vì trước khi vô đây ha, tôi đã canh lâu rồi. Đợi mấy đứa ở của bà nó đi hết, tụi tôi mới vô đó chứ. Đi xin mà cũng canh, cũng rình đợi nhà vắng mới vô. Tụi bay làm y như ăn trộm. Không, không phải ăn trộm đâu, mà tụi tôi là ăn cướp đây. Thì cũng một họ với nhau thôi. Ăn cướp, trời ơi bỏ người ta. Yên cho bà. Dạ. Điều thì ngồi im đó. Ôi da. Trong trường hợp này la thì cũng tốt. Đúng. Mà không la thì tốt hơn. Mấy ông muốn cái gì vậy? Kìa, đừng run rẩy quá. Tôi cam đoan với bà là tôi không động tới bà và cọng tóc bà đâu. Nếu như bà ngoan ngoãn nghe lời tụi tôi nói. Mấy ông nói lẹ lên đi. Mà tôi giao trước nha. Đừng có đề cập tới cái chuyện tiền bạc nha. Vì tôi không có tiền à. Được. Tạm thời bọn này sẽ không nhắc gì đến chữ tiền hết. Buổi đọc sơ giao, tụi tôi chỉ muốn báo cho bà biết một tin buồn. Tin buồn? Đúng. Phải. Ông Lợi chồng bà đã bị bắt cóc. Hả? Ông Lợi chồng tôi bị bắt cóc? Đúng vậy. Hiện giờ ông đang đối nhăn rằng trong một số tối tăm. Hả? Trời ơi. Mặt mũi xanh xao với thân hình tả tơi. Đêm thì làm mồi cho mũi đốt. Ngày lại bị cái nóng nó nung da. Thôi nghiệp chồng tôi. Chắc ngày chầu diêm chúa nó không xa. Trời
trời ơi, chồng tôi có làm gì nên tôi mà các người bắt cóc ông đi, lại còn nhẫn tâm giơ trò hành hạ. Kìa, xin bà hãy ngăn dòng xúc cảm. Hãy nói mau đi, chồng tôi có tội gì? Nếu có tội chăng là cái tội quá giàu, trong khi chúng tôi lại quá nghèo. Dạ, nghèo hay giàu là do số mệnh đã phân. Nhưng mà tụi tôi á, đâu có chịu chấp nhận số phần. Nè, nếu bà muốn cho ông được yên lành, dạ, thì phải chia sớt một ít vàng cho chúng tôi. Dạ, tôi đâu có vàng, dạ, tôi không có gì hết. Không có thì ông sẽ chết, có khi sẽ chết ngay trong ngày hôm nay đó. Tôi đã nói là không có mà. Trời ơi, tôi không ép bà đưa liền ngay bây giờ, bà còn thời gian để suy nghĩ mà. Ê, tao vô mặt bà này, tao coi mồi làm cho bà không tin mình nói thiệt đâu mày. Đừng lo, đây, trong thời gian suy nghĩ, bà hãy đọc lá thơ này. Đây, lá thơ chính tay chồng bà viết đó. Còn nếu bà vẫn chưa tin tụi tôi sẽ gửi thêm cho bà một cái lỗ mũi, hai cái lỗ tai của ông, chắc dòm thấy là bà sẽ tin liền à. Đúng là nét ngữ của chồng tôi rồi. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh đọc thơ và suy nghĩ đi. Nếu tiếc vàng thì cứ ở nhà. Dạ. Chúng tôi sẽ gửi xác ông về cho bà. Dạ. Còn nếu chọn chồng thì xem thơ xong, bà sẽ biết gặp chúng tôi lúc nào, ở đâu. Thôi, chào bà. Nè, dặn thêm cho bà nghe điều này. Dạ. Chớ có dại dột mà tố cáo tụi này nghe. Dạ. Chẳng những vợ chồng bà không được sum họp, mà da đầu của bà còn bị lột bằng búa nữa đó. Băng tụi này đông lắm nha. Đứa này bị bắt thì đứa khác cho trả thù giùm. Xin tạm biệt. Hôm kia tái ngày Chủ nhật, anh bao giờ tuần sau anh đến, hai một dài hàng gửi vợ thân yêu. Thôi nhé em đừng buồn làm gì, dù anh có bị người cầm em ở trường đây tâm tối u sầu, anh đói đã 3-4 ngày là thêm đêm mùi thịt. Tôi nghiêm trọng tôi quá, anh nhớ em từng ngày từng giờ. Anh ơi, lời tha thiết gửi về cho em rằng nếu em có mến thương chồng, chưa tiếc 20 cây vàng để anh thoát nơi cầm giam. Tình là tình yêu thương anh nhiều lắm, mà vàng thì nào biết kiếm đâu ra. Này em ơi, nếu vàng chẳng chi ra, thôi tình mãi mãi ta cần xa. Đừng anh ơi, xin đừng nói xa nhau, chỉ một mình em sống rơ lâm sâu. Còn chờ gì vàng kia em đừng tiếc, vàng mất rồi mà không lẽ không đau. Nếu tiếc vàng thì mãi mãi xa nhau, cứu được chồng mà tốt vàng cũng hơi đau. Hơi đau, hơi đau. Nếu em nghĩ tình mà cứu anh thì ngày mai đúng giờ này hãy đem 20 cây vàng đến chuộc anh ra, sẽ có người nhận mà. Khi họ nhận xong anh sẽ được thả ra liền. Nhớ đừng thưa gửi, rất nguy hiểm cho tính mạng của anh. Thôi, tạm biệt người vợ yêu quý của anh. Tôi yêu chồng tôi quá, nhưng mà mất 20 cây vàng thì tôi còn muốn đất ơi. Thưa bà, chúng em có mặt đầy đủ.
Kêu về cho lẹ mà bây giờ bà lại ngủ khò. Thôi đi tiếp tụi bay. Ê khoan đã, tao thấy dường như không phải là bà ngủ mà là... Ê, đúng rồi, bà xỉu. Mau đỡ bà dậy lẹ lên. Bà ơi, bà ơi. Bà ơi, bà sao vậy bà? Hơi mệt quá, mệt quá. Đừng ngồi nữa. Đó. Đâu vậy? Lá thơ. Đọc đi. Ủa, lá thơ gì đây? Trời. Trời. Em xin thành thật chia buồn với bà. Ôi, đây là nỗi đau không chỉ riêng bà mà còn cả, trời ơi, cả em trong đó nữa. Tại sao trời để bắt người phải xa vàng? Dạ thưa bà, tôi xét thấy trường hợp bắt cóc này có chi đâu mà bà phải buồn. Hả? Mày nói cái gì? Dạ vì con đã từng bắt cóc nấu cháo rồi, có sao đâu. Bà cứ để cho mới được tự do bắt cóc. Đồ ngu. Trời ơi, bắt cóc đây đâu phải là bắt có con cóc như mày, mà là ông chủ bị bọn bất lương bắt giữ, rồi buộc tao phải trả tiền mới thả ông ra. Ủa vậy hả? Trời ơi, chủ bị bắt mà tụi bay đứng đực ra như vậy đó hả? Mau, mau lên, phải tìm mưu kế để giải chi cho ông thoát nguy nan. Nhưng tụi em chẳng biết ổng ở đâu, làm sao tới để hồng cứu mạng. Tụi bao tháng bao ngày gặp khó là tụi bay chạy dài. Dạ em có kế rất là cao mà lại đỡ tốn hao. Cách chi mày mau nói nghe, nếu quả thật mưu này tuyệt diệu thì tao chẳng chần chờ thưởng cho mày một cây vàng. Ê chị, mày có cách hai, chị mày được thưởng một cây vàng đó. Dạ, vậy thì em xin đội ơn bà. Kế của em vừa hay vừa lạ. Kế của mày như thế nào? Dạ, kế của em là vàng của bà cứ cất nguyên trong tủ. Vàng cứ cất nguyên trong tủ. Còn ổng? Còn ổng thì bị nhốt chỗ nào, bà cứ để nguyên ổng nằm một chỗ. Vậy thì cũng ăn tét. Có gì lạ mà hay đâu. Dạ hay chứ. Hay ở chỗ là bà không chuột ổng ra, cái bọn bất lương nó phải nuôi cho ổng ăn nè. Mà ổng ăn mạnh lắm. Ông ăn riết thì tụi nó cũng sát nghiệp. Riết rồi tụi nó sợ. Mà tụi nó sợ thì phải tha ông về. Lúc đó ông với bà sẽ đoàn tụ, mà lại không tốn một xu nhỏ nào. Hay quá ha. Hay dạ, quá ha. Hay chứ. Ủa, bà cười kiểu gì lạ quá. Nếu rủi ro mà tao để nguyên vàng trong tủ, rồi tụi bất lương nó nổi giận, nó cắt cổ ổng thì mày nghĩ sao? Nếu rủi ổng bị cắt cổ thì em khóc nhiều lắm. Khóc nè. Khóc nè. Tụi bay là lũ ăn hại, không có giúp ích gì được hết. Tao không cần tới đứa nào hết. Đi đi. Ông ơi là ông ơi. Bà ơi là bà ơi. Nín mắt mày. Bây giờ tính sao đây? Ông ơi, nếu như tôi biết chuyến đi của ông mang nhiều thì thà là tôi giữ ông ở nhà ăn no ngủ kỹ cho mập béo tâm thân, chớ đi làm chi để tốn 20 cây vàng. Nhiều quá, tội nghiệp quá. Thật muốn công tôi đã chắc chiêu dành giùm bao ngày. Lương của mấy đứa làm công suốt 4 tháng rồi tôi còn chưa trả. Thịt cá thì một tuần chỉ ăn 3 ngày, còn lại là rau muống chấm nước tương. Wow, bà chạy xem quá. Có 9 đồng tôi còn ráng gom góp kiếm thêm cho đủ 10 đồng để gói lại niêm phong cất kỹ. Cho nên dù biết chồng là tim là ốc không thể thiếu, em cũng không muốn mất vàng gì em thêm vàng là ruột là gan. Đúng, vì vàng 4 số 9 mà là ruột là gan mà đau lòng lắm chứ. Bà ơi, bây giờ bà tính cách nào đây bà? Tao còn phải suy nghĩ nữa chứ. Trời ơi là trời. Được không rồi bà. Ông ơi là ông. Vàng ơi là vàng. Còn dữ nữa. Vàng mà mất đau lòng lắm chứ.
bây giờ sao giờ? Không lẽ để bà tự lo liệu tội nghiệp bà chứ? Dù bà đối với mình rất ít dịu dàng, nhưng tao không đành lòng nhìn thấy cảnh một phụ nữ mất chồng đang đau khổ. Với lại cũng phải làm việc gì đó để dẹp bọn bất lương chứ, đâu để cho chúng lộng hành hoài vậy được. Đúng, đúng theo ý tao. Sao? Dù đối mặt với nguy hiểm, tao cũng sẵn sàng giết cứu ông chủ. Đúng rồi. Vậy thì anh em ta trước sau đồng tâm, quyết ra tay dẹp lũ côn đồ. Trước hiểm nguy cũng không lùi bước, lũ gian ác đời bây sẽ tàn nát. Thì anh em ta trổ tài cứu nguy, giúp đỡ cho dân lành. Nếu mà biết khôn gặp ta đánh cha. Hay quá. Ý cô Hà, sao gan quá vậy? Lỡ bà chủ thấy cô thì kẹt lắm nha. Mấy anh đừng có lo, em thấy bà chủ đi ngủ rồi nên em mới dám vô đây đó chứ. Bộ nãy giờ cô nghe hết rồi hả? Em nghe hết rồi. Em phục các anh lắm nên nên gì? Em tính xin các anh cho em được tham gia với. Ý, cái chuyện này nguy hiểm lắm à. Vào sanh gia tử mà. Trời ơi, cô là con gái sợ cô kham không nổi đâu. Thôi, cô cứ việc ở nhà chờ tụi tôi về nghe. Em là người đã gặp cảnh khổ cho nên em rất cảm thông với người gặp khổ. Mấy anh cứ cho em đi theo đi, em sẽ không làm vướng bận gì mấy anh đâu. Hà ơi, nghe em nói anh xúc động quá Hà. Ôi, lời em nói như dòng nước mát trong, làm dịu cơn khát của kẻ đang băng mình vào sa mạc. Em đừng nói nữa, tôi khóc bây giờ đây nè. Hà, dẫu mới gặp em có mấy ngày ngắn ngủi mà tình cảm của các anh đã dành cho em sâu đậm vô cùng. Em là một bông hoa đồng nổi ngọt ngào, một cơn gió mạnh hay một tia nắng gắt làm lay động thân cành. Các anh cũng cảm thấy xót xa em biết không? Vì thế làm sao các anh đủ can đảm dẫn em vào lối trong gai nguy hiểm luôn rình rập, phải không à? Em phải ở lại để chờ ngày đoàn tụ với gia đình đang chờ, đang đợi ngày đêm. À, tụi mày thấy tao nói có lý không? Có lý, nhưng tao nói mày đừng buồn nghe. Mày nói dài quá. Đúng rồi, lê thiệt quá. Nghe giống như ca giọng cổ vậy đó. Vậy tụi bay giỏi quá ha. Thì tụi bay nói đi. Nói thì nói chứ, không có thì giờ tao nói gọn thôi. Hà nè, đường anh đi khổ lắm em ơi, bao yếm nguy rình rập từng giờ. Em chẳng sợ, cùng nhau đi tới, ta sẽ chia niềm vui niềm khổ. Đời còn xuân răng giữ em ơi, để mai mốt em đi lấy chồng. Ôi em hãy lùi về, cõi mộng còn chờ em. Vào gió sương làm chi để phấn hương nhạt màu. Anh thật lòng khuyên em chớ băng mình vào sóng gió. Cuộc đời hôm qua em đã vương nhiều khổ sầu. Em ngủ nào yên vì bóng những người anh dập dờn trong mịt mùi. Dằn sâu trong giấc mơ làm tim nhói bao nghẹn ngào. Cuộc đời làm gì dây dùng trong chốn phong ba, mới đáng làm trai. Cuộc đời làm gì dây dùng trong chốn phong ba, mới đáng làm trai. Ê, sao mày không nói gì hết vậy Năm? Tợ sao mày hay đợi tao nhắc mày quá vậy? Ủa, tao cũng phải nói nữa hả? Ủa, phải nói chứ, mỗi đứa nói câu tiếng cho mày phải nói chứ. Nói đi. Vậy thì để tao nói. À, đâu nói rồi. Hà, đời em là gì? Mạnh lên. Ồ, thì đời em đúng là một con bướm vàng. Xòe đôi cánh, xòe đôi cánh, bay tới nơi tươi đẹp, bay tới nơi tươi đẹp. Nơi nào nguy mà vô làm mà chi. Thôi. Trời ơi, trời ơi. Tao lại mày. Thằng này 10 năm không nói ra là vô duyên à.
với anh, cho em đi với. Trời ơi, anh nói là không được mà. Nếu mà anh không cho, em cũng đi. Bậy. Vì vậy là vô kỷ luật. Bây giờ nghe tôi hỏi nè, anh em nào đồng ý cô Hà đi theo? Đâu, ai? Cho em đi với. Anh Tư, anh Năm, anh Hai. Thấy không, rồi, vậy là không có ai hết. Vậy là tôi quyết định cô Hà phải ở nhà. Em xin mấy anh mà cho em đi với. Ôi, giờ này tụi mày còn tụ tập ở đây chi nữa? Chết rồi. Bà chủ, làm sao trốn kịp ha? Trời, tôi lại bị ảo ảnh nữa rồi. Ôi, may quá, hú hồn hú vía. Sao đi tới đi lui hoài vậy cưng? Nóng ruột muốn chết hả? Giờ này mà tụi nó chưa về tới nữa, không biết có trót lọt hay không đây. Yên chí đi, anh biết tánh của mụ vợ anh lắm mà. Dù là hai cằn nhằn nhưng mà rất thương chồng. Được tin anh bị bắt cóc á, chắc chắn mụ sẽ bung tiền chuộc liền. Có chắc không đó? Hay là khi được tình ông muốn được tự do, phải đánh đổi 20 cây vàng. Ba tính toán thấy quá tốn hao nên mặc xác ông luôn. Em cứ yên lòng, vợ chồng thì nghĩa nặng. Mười mấy năm trời, bả đâu nỡ dứt tình mỗi chăng vì hai chữ tốn hao. Vậy tại sao đã lố qua giờ hẹn mà 20 cây vàng vẫn chưa thấy tăm hơi? Có khi nào bả đi tố cáo không? Không đời nào, bả rất nhát gan. Ở đi thưa kiện thì anh thiệt mạng. Vàng sắp tới tay mà tim bắt mệt vì lo âu hồi hộp. Thôi mà, ngồi xuống đây nghỉ mệt đi. Kế hoạch bắt cóc đòi tiền chuộc của em chu đáo lắm, không có ọt rơ đâu mà sợ mà. Chừng nào vàng nắm trong tay, tôi mới hết lo. Vàng đang trên đường về tay em chứ còn đi đâu nữa nè. Nè, lấy vàng xong đó, anh với em đi một chuyến du lịch Đà Lạt để sưởi ấm tình yêu nghe. Nghe em. Thôi đi, người ta đang bực bội muốn chết nè, cứ nói chuyện gì đâu không à. Có đúng, hèn chi người ta nói đúng. Lấy lửa thử vàng, rồi lấy vàng thử đàn bà là đúng mà. Anh, không có anh em gì nữa đó. Có chút xíu vậy mà cũng giận hờn nữa à. Chứ không giận sao được, nghe tới vàng là quên người ta mất tiêu. Nè cưng, lòng em đối với anh thế nào thì có trời đất biết. Tim này đã trao ai thì dù núi cát sông ngăn em cũng quyết không à. Mặc cho đời cười chế, họ bảo anh già. Già hay nào, già hay nào. Còn em thì quá trẻ, tuổi tác xo le, thì tình có bề bền lâu. Kệ họ, nói gì họ nói chứ, miễn mình yêu nhau thôi được rồi à. Từ khi vàng sâu đau, nhiều lần vợ anh đã ghen hờn hành hung, nhưng duyên em trót gửi trao cho một người duy nhất.
anh thì anh yêu em quá xá rồi. Nói thiệt á nha, chết vì em anh cũng không tiếc nữa à. Bởi vậy em không muốn chúng mình phải hẹn hò lén lút nữa. Nay nơi này, mai nơi khác. Em muốn có một cái tổ ấm xinh xinh. Như vậy mình mới thấy ấm áp tình nghĩa vợ chồng. Chứ từ trước tới giờ em xem ra chỉ là nhân tình không hơn không kém mà. Đừng. Thì anh cũng tán thành ý muốn của em hai tay hai chân chứ bộ à. Cho nên á, khi em vạch ra kế hoạch để kiếm 20 cái lượng vàng lập vốn đó, anh đâu có phản đối đâu. Nè, mai mốt cô tổ ấm rồi đó thì chúng mình sẽ gặp gỡ thường xuyên hơn đó. Chứ vắng em chừng mấy ngày đó anh buồn lắm, anh héo, tim nó quéo rồi thành có chút xíu vậy nè. Đó, đó. Thiệt không đó? Thiệt. Hay là mai mốt chán rồi khi đi kiếm người khác trẻ hơn em? Không có đâu. Mai mốt mà có nhà rồi đó, anh nói thiệt chứ, anh sẽ chia lịch như thế này nè. Một tuần anh ở nhà em 4 ngày, à còn 3 ngày thì dành cho bả, được không? Thôi đi, dù sao vợ anh cũng là người đến trước em, anh phải dành cho bả nhiều hơn, như vậy mới công bằng chứ. Vậy ha, em khéo xử sự quá, đúng là người tình tuyệt diệu của anh. Trời ơi, mày làm hết hồn cái gì vô báo trước vậy? Sao mày? Em xui, đã nhận hàng đầy đủ. Thành công rồi. Anh đã nói trước rồi mà. Nếu biết trước dễ dàng như vậy thì em đã đòi 30-40 cây vàng rồi. Tiếc thật. Thôi đừng có ham. Biết người biết ta mới thắng dễ dàng chứ. Nè, được vàng rồi không thưởng anh ha. Hôn miếng coi nè. Em quên. Khoan. Em cứ hai thằng cua hồ mới đi chỗ khác chơi đi. Chỗ người ta tâm tình mà đứng dòm lom lom thấy mất tự nhiên quá. Nè, hai đứa đi ra ngoài đi. Chút xíu nữa tao thưởng công cho. Em ơi. Anh. Ơi, bây giờ thì chúng mình chuẩn bị ăn mừng tại Đà Lạt với em. Anh muốn gì em cũng sẵn sàng hết á. Anh ơi, anh. Gì vậy? Anh chờ em chút xíu nha. Để em ra em dặn tụi nhỏ một chút chuyện thôi. Chuyện gì? Thì dặn tụi nó canh chừng cẩn thận. Không khéo cái đuôi nào theo dõi thì chết tụi mình á. Đi lẹ lẹ vô nghe. Dạ, em trở vô liền mà. Biết tao ở chỗ này hả? Tụi em theo dõi cả buổi mới tới đây được để cứu ông đó. Ông chủ có sao không chủ? Trời đất ơi, nghe tụi nó như bỏ đói ông. Em tưởng là ông ốm lắm chứ không ngờ ông vẫn còn phong độ ghê. Thôi mày đừng nói nhiều quá, chút nữa về nhà đi rồi tha hồ tâm sự. Bây giờ mau đi tìm đòi lại số vàng, coi chừng tụi nó giấu rồi chết á. Đi mau. Đi. Diễm, sao xong chưa em? Đây này anh. Vậy mà anh cứ thất thởm lo âu. Chuyện này mà đổ bể ra thì đi tù chứ chẳng chơi nha. Em à, anh là người bày kế cho em, mà cuối cùng anh lại là người run nhất. Có gan á thì mới làm giàu được chứ. Nè, lão Lợi nghĩ gì hả em? Lão đang tưởng tượng một chuyến du hí ở Đà Lạt đó. Thế à? Tội nghiệp cho lão già mà còn ham vui. Lão đâu có biết rằng ngày mai khi trở lại đây thì em đã biến mất. Biến đi đâu hỡi người yêu bé nhỏ? Em đi cùng với trung nhân đến một nơi thơ mộng để say tình. Mình tạm quên hết chuyện thế gian để buông mình vào cõi đam mê. Thật tâm đầu ý hợp mà chẳng bao giờ lưu luyến chuyện hôm qua, cũng chẳng màng chi đến chuyện sau này, em chỉ cần hiện tại mà thôi. Đúng rồi, hai đứa ta sẽ tung cánh chim bằng với số vàng này mình tha hồ mua vui. Bay đi đâu hỡi hai con chim cu, hay là bay vô tù cá lũ à?
thì ra các người toa rậm để hại tôi. Trời ơi, già đầu mà còn ngu nè trời. Bây giờ mọi sự đã rõ trăng đen, tôi khuyên ông luôn bình tĩnh càng hơn. Chuyện đồ bể ra ông cũng không có lời, danh dự tiêu tùng, nhà cửa cũng tan hoang. Chỉ bằng chúng ta chia nhau số vàng này, mỗi người một nửa cho đường ai nấy đi. Này thôi bất lượng sắp chết cũng chưa chừa, thôi đừng nói nhiều trả đủ cho mau. Ông Lợi, ông đồng ý đề nghị của tôi chứ? Mà tôi không có đồng ý gì hết á. Cái bọn bất lương này phải cho nó vô tù thì nó mới mong người ta tâm đổi tánh được. Nhưng mà còn bà vợ của ta... Ông đừng lo, để tôi phụ ông xin lỗi với cho bà xã ông cho. Mau trả vàng đi, mau lên đưa đây. Anh Sam, anh Sam. Ê, bà ra đây, chạy ngay bà ra. Đứng lại, đứng lại. Cô đừng mong thoát. Tại sao cô lừa gạt tôi hả? Trong khi cô biết là tôi yêu cô mà. Đúng, ông có yêu tôi thật, nhưng còn tôi, làm sao tôi có thể yêu người đang cha đang chú? Thì tiếng yêu kia chỉ là đầu môi chót lưỡi để lợi dụng tình yêu lừa dối nhân tình. Bảo là tôi lường gạt, sao ông không tự trách mình, cũng quá phóng túng với cám dỗ đam mê. Ông đã có cửa nhà lộng lẫy khang trang, có sự nghiệp trong tay lại được nhờ thương yêu hết mực. Sao không biết ôm vòng tay gìn giữ lại chạy đuổi theo vô hạnh. Tội nghiệp cho tôi, đi đêm thì ác có ngày gặp ma là lẽ thường mà. Kìa, tha, em, anh xin em hãy tha cho anh, em hãy để anh chạy thoát chỗ này, hay là em cùng đi với anh. Anh có vàng đây, chúng mình sẽ cùng nhau tạo hạnh phúc. Đi em. Không, anh đừng hòng lung lạc trái tim tôi. Vì giờ đây tôi đã yêu anh rồi. Hà. Anh là kẻ vô lương, anh chỉ yêu quý đồng tiền. Giữa chờ đời bơ ngỡ trắng tay, anh đầy tôi chẳng chút xót thương. Nay lâm cảnh cùng còn mũi mặt mở lời cầu xin. Hà ơi, anh biết anh đã làm em quán hận, nhưng thứ ta cũng là nghĩa của tình yêu. Hãy cho anh cơ hội sau cùng.
anh thề không phụ bạc tình em. Tôi đã quá quen với những lời anh thề, chỉ lầm tin mà phải dở dang sầu. Thân tôi trôi nổi lạc loài, không dám về quê hương. Hà ơi, trước nỗi nguy cơ tôi tù đè nặng, anh mới tiếc những ngày gặp em bên bờ dòng Tiền Giang xanh biếc. Sao anh không chọn người thôn nữ ngây thơ làm vợ, và dòng sông trong má quanh năm làm nơi dừng bước giang hồ. Tôi nhắc làm chi cho dòng Tiền Giang thêm tuổi thêm mừng. Hà ơi, bởi anh đã quen với bước chân ngựa chân, nên không còn phân biệt được lối thắng đường ngay. Đã quen ban buông mọi thứ trên đời, nên cả nghĩa tình anh cũng lạnh lùng rao bán. Thì ngày nay dù mòn hơi khang cổ, cố tìm một chút niềm an ủi cũng hoài công. Đừng mong chi tình tôi đã không còn duyên sao lòng nhau thu hút ra chi, càng đẹp đắng trái mơ ngày nào. Tình tình nơi sao tình lìa tan, ai dở dang ai sầu đau, ai lỡ làng ai mang tiếng đèn ngàn sao. Ủa hả, em bắt được nó rồi hả? Em đã nói là em sẽ theo các anh mà. Chắc em đâu có làm vướng tay vướng chân các anh chứ. Trái lại thì khác nữa, nhờ có em mà mới lấy được số vàng cho bà chủ đó. Sao lấy được vàng rồi hả? Dạ nhờ Hà mà việc của mình mới hoàn tất trọn vẹn đó ông bạn. Hoan hô, hoan hô. Vậy là gà mái hơn gà cồi rồi. Ủa, còn thằng Tư đâu? Đang đi với ông chủ vàng nữ đặc tới kìa. Thôi đủ hết rồi, tụi bay làm ơn đưa tao với mấy người này tới chính quyền luôn đi. Ngoan là ông, chờ chút xíu đi. Còn chờ cái gì nữa? Dạ chờ bà tới. Cái gì, bà tới hả? Sao bà biết? Dạ tại hồi nãy em có tranh thủ gọi điện thoại về cho bà hay, để bà tới đón ông về. Trời ơi, vậy là chết tao rồi. Ông ơi bà tới rồi kìa. Bà ơi, ông ở đây nè bà ơi. Ông trời ơi, ông ơi, ông có sao không vậy ông? Tôi đâu có hành hả ông dữ không? Ông có đau nhức chỗ nào không ông ạ? Tôi không sao đâu mà bà. Dạ thưa bà, đây là số vàng của bà mà tụi em đã lấy được đó bà. Vậy hả? Trời ơi thiệt may quá, coi như cả nhà tôi phải mang ơn mấy chú lắm á. Ủa, ai mà thấy quen quen? Trời, đúng rồi, ảo ảnh của tôi. Dạ không phải là ảo ảnh đâu, mà tôi là người thiệt. Người thiệt mà sao mấy bữa có mặt trong nhà tôi? Dạ, cái chuyện còn dài và ly kỳ lắm, để về nhà tụi em sẽ kể lại cho bà nghe. Thôi đi về bà ơi. Khoan đã, để tôi ngó sơ qua mấy cái khuôn mặt đã cả gan bắt cóc chồng tôi cái cho biết. Diễm, ủa sao? Thì anh chết tôi tới nơi rồi. À, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu ông rồi. Ông bị bắt cóc như thế nào rồi? Lần này thì đừng mong tôi tha mạng. Nè, lâu lâu nhớ lên thăm tụi anh nha. Về dưới á, ba má, ủa, hai bác của la mắng gì cũng ráng năn nỉ. Đừng có buồn mà đi bụi đời nghe.
Còn hai chỉ vàng bà chủ cho nhớ cất kỹ nha. Nghe không? Nghe tôi dặn không? Tôi giận à. Nè, có lấy chồng nhớ mời tụi này về dưới ăn đám giỗ nha. Bậy. Ăn đám cưới. Mở miệng nói bậy à. Dạ. Bốn anh ở lại mạnh giỏi. Có rảnh nhớ viết thư thăm em nghe. Được rồi, tụi anh lo vụ đó cho. Trời ơi, cái miệng nói sao mà có duyên gì đâu. Bởi vì tôi chết về cái miệng này. Nè, nghe tụi anh dặn lần cuối nghe. Mai mốt mà có thương ai á thì nhớ là chớ có trông vào cái vỏ bên ngoài. Chớ có nghe vì lời nói ngọt ngào. Chớ có thấy nó nhiều tiền trong túi mà tưởng là quý phái. Coi chừng nên nó móc túi. Muốn chồng phải hỏi mẹ cha, đừng làm liều mà đời sớm tiêu điều. Em xin dâng và ghi nhớ trọn đời lời các anh đã tha thiết dặn dò. Tôi ngu dốt nên bị người dụ dỗ đã một lần đau khổ. Em nhớ hoài nhớ mãi, không bao giờ để lỡ bước xa chân. Vừa khổ mình thêm khổ gia đình. Biết vậy là tốt đó. Thôi em về đi. Về cho sớm để ở nhà mừng đó. Dạ, em đi nghe các anh. Mà em quên. Hả? Còn quên gì nữa? Dù sao thì em cũng đã lỡ mang tiếng bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu. Cho nên bây giờ về một mình, em sợ có thêm những lời đồn đãi không hay nữa. Cho nên em định nhờ... Em định nhờ một anh nào đi theo em về để em giới thiệu với ba má và bà con lối xóm á. Làm là gì? Là chồng em. Không có đâu, để cho ba má em bớt phần xấu hổ. Hồi nãy em tính nói nhưng mà tại quên. Đừng lo, có anh này, chỉ một người thôi chứ bốn người đâu có được mà. Chỉ một người thôi à. Rồi Tư, mày cứu cổ, bây giờ mày ra tay giúp cổ đi. Đó, được chưa? Vừa lòng em không? Dạ. Thấy có chịu không? Dạ, dạ chịu. Trời, mắc cỡ nữa. Anh điều quỷ à? Quỷ sứ gì đâu. Mày chịu không? Dạ thưa anh hai. Sao? Dạ thưa anh ba, thưa anh Tư. Ủa, anh Tư là tôi mà. Dạ thưa anh Năm. Em đâu có muốn có vợ đâu. Tại mấy anh đó. Chứ em lúc nào cũng muốn ở với mấy anh cho vui. Vì mình bốn đứa với nhau mà. Em nói có vợ là em mắc cỡ, em không có chịu đâu. Lỡ rồi mấy anh giới thiệu em không biết nói làm sao. Rồi thôi đừng nói nữa. Hả? Mày nói chi uổng lắm. Sao? Cổ đi rồi. Hả? Hà đi rồi. Phải. Trời ơi, Hà chọn anh với Hà.